Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ nhận các em làm bài tập trong bộ bài tập toán lớp 4 sức cánh diều. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 27 các tính chất của phép cộng trang 71, 72. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, mình sẽ điền số vào chỗ trống. Câu A 34 cộng 99 sẽ bằng 99 cộng 34. Đây là phép tính chất giao quán. Tính chất giao quán của phép cộng. 34 cộng 99 sẽ bằng 99 cộng 34. Tiếp theo là 13 cộng cho 297 sẽ bằng 297 cộng 13. Đây là tính chất giao quán nha, của phép cộng. Tương tự, 201 cộng 118 sẽ bằng 118 cộng 201. Giờ tiếp theo là 24 cộng 8 cộng 12 sẽ bằng 24 cộng 8 cộng 12. Trong phép cộng thì các em có thể nhóm số nhất số 2 là, hoặc là mình sẽ nhóm số thứ 2 số 3 là cũng được. Đó là tính chất kết hợp của phép cộng. Tương tự 6 cộng 4 cộng 8 sẽ bằng 6 cộng 4 cộng 8. Mình thấy là 6 cộng 4 sẽ tròn trục. Các em có thể nhóm lại mình tính chưa? Giờ cộng 8 sao? 98 cộng 63 cộng 37 thì mình thấy là 3 cộng 7 sẽ là chồng chục, nên các em có thể nhóm 63 cộng 37 là mình sẽ tính trước. 98 mình sẽ để tính sau. Tiếp theo là câu B, 9 cộng 0 bằng 9. Rồi một số cộng 0 bằng 87, chính là số 87. 87 cộng 0 sẽ bằng 87. 61 cộng 0 sẽ bằng 61. Và 0 cộng 10 sẽ bằng 10. Đó là tính chất cộng cho số 0 thì sẽ bằng 9 không? Câu phép cộng nha. Như là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong hết video thì các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 tính bằng cách thuận tiện theo mẫu, mình sẽ quan sát mẫu. 75 cộng 25 cộng 46 thì mình thấy là 275 cộng 25 sẽ là chồng trăm, nên mình sẽ nhóm hai số này mình tính trước. 75 cộng 25 bằng 100 cộng 46 viết lại. 100 cộng 46 sẽ bằng 146. Tiếp theo là 37 cộng 8 cộng 3. Mình thấy là 7 cộng 3 sẽ là chồng chục, nên mình sẽ nhóm 37 cộng 3 là mình tính trước, cộng 8 để phía sau. 37 cộng 3 sẽ bằng 40, cộng 8 viết lại. 40 cộng 8 sẽ bằng 48. Giờ mình sẽ làm câu A. 36 cộng 14 cộng 9, mình thấy là 6 cộng 4 sẽ là hành 10 chọn chục, nên mình sẽ nhóm 36 cộng 14 mình tính trước. Giờ cộng 9 tính sao? 36 cộng 14 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhầm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 6 cộng 4 bằng 10 với 0 với 1. Giờ hàng chục 3 cộng 1 là 4, khi 1 nhớ là 5, 50. Cộng 9 viết lại. 50 cộng 9 sẽ bằng 59. Tiếp theo là câu B. 51 cộng 12 cộng 18. Mình thấy là 2 cộng 8 sẽ là chồng bằng 10 chồng chục. Nhưng mình sẽ lớn nhóm 12 với 18 rồi. 51 mình sẽ giữ nguyên. Giờ 51 dấu cộng viết lại. 12 cộng 18 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 8 lần 10 với 0 với 1. Hàng chục 1 cộng 1 là 2, khi 1 nhớ là 3, 30. Giờ 51 cộng 30, 50 cộng 30 là 80. Số 1 giữ nguyên, kết quả là 81. Tiếp theo là câu C. 65 cộng 9 cộng 5, mình thấy là 5 cộng 5 sẽ là 10 chồng chục. Nhưng mà sẽ nhóm 65 với 5 nợ, mình sẽ tính trước.
giờ cộng 9 để vượt sang. 65 cộng 5, 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 này thêm 1 nhớ là 7, 70. Cộng 9 viết lại. 70 cộng 9 sẽ bằng 79. Giờ tiếp theo là câu D, 31 cộng 26 cộng 69. Thì mình thấy là 1 cộng 9 là 10. Nên mình sẽ nhóm hai số này cộng lại cho tròn chục, nên mình sẽ nhóm 31 với là 69 là mình sẽ tính trước. Giờ cộng 26 để phía sau. 31 cộng 69 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhập nhé. Mình sẽ lấy hàng chục cộng hàng chục. 1 cộng 9 là 10, viết 0 với 1. Hàng chục là 3 cộng 6 là 9, khi 1 nhớ là 10, viết số 10. Giờ 100 cộng 26 sẽ bằng 126. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kênh hiểu bài, cái xong hết video hãy biết kênh hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, tính bằng cách thuận tiện và nói cho bạn nghe cách tính nha. Giờ 93 cộng 107 cộng 59 thì mình thấy, mình quan sát hàng đơn vị đây là 3, 7, 9. Thì mình thấy là 3 cộng 7 là 10, như vậy là hai số này cộng là sẽ là chọn chục, nên mình sẽ nhóm hai số này tính trước. 93 cộng cho 107 mình sẽ nhóm lại. Cộng 59 mình sẽ để phía sau. Giờ mình sẽ tính nhẩm chỗ này. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 3 cộng 7 là 10, viết 0 với 1. Hàng chục là 9 cộng 0 bằng 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 với 1 thì. Giờ số 1 này khi 1 nhớ là 2, như vậy sẽ là 200. Cộng 59 viết lại. 200 cộng 59 sẽ là 259. Giờ tiếp theo sẽ là 32 cộng 146 cộng 18. Mình sẽ quan sát hàng đơn vị của các số 2, 6, 8. Thì mình thấy là 2 cộng 8 là 10. Nhưng mình sẽ nhóm hai số này là cộng là sẽ là chọn chục, đúng không? Như vậy là 32 cộng 18 viết lại. Nhóm lại. Cộng 146 mình để phía sau. 32 cộng 18 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 8 là 10. 3 cộng 1 là 4, khi 1 nhớ là 5, như là 50. Cộng 146 viết lại. Giờ 50 cộng 40 là 90. 146 viết lại nha. 50 cộng 146, mình lấy 50 cộng 40 là 90, như là 136 viết lại, kết quả là 196. Giờ tiếp theo mình sẽ có phép tính ở đây. 82 cộng 157 cộng 143. Mình sẽ quan sát hàng đơn vị của các số đây là 2, 7, 3. Mình thấy là 7 cộng 3 là 10, chọn chục. Nên mình sẽ nhóm hai số này tính trước nha. Số này mình sẽ để nguyên. 82 dấu cộng viết lại. Mình sẽ tính nhẩm ở đây. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 7 cộng 3 là 10, viết 0 với 1. Hàng chục 5 cộng 4 bằng 9, khi 1 nhớ là 10, viết 0 với 1. Hàng trăm 1 cộng 1 là 2, khi 1 nhớ là 3, 300. 82 cộng 300 sẽ bằng 382. Giờ tiếp theo là 180 cộng 170 cộng cho 280. Thì mình thấy là 20 cộng cho 80 sẽ là tròn trăm. Như vậy hai số này cộng là tròn trăm, nên mình sẽ nhóm hai số này tính trước. Một trăm hai mươi cộng cho 280 nhóm lại. Cộng 170 mình sẽ để phía sau.
Giờ 120 cộng 80 mình sẽ tính nhầm. 20 cộng 80 là 100. 100 cộng 200 là 300, khi 100 nữa là 400. Cộng 170 ngược lại. Giờ 400 cộng 100 là 570, giữ nguyên kết quả là 570. Như là mình xong câu số 3, câu số 3 kem hiệu bài, kem xong khích video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 là hai anh em Hoàng Đức và Dung Phương Dung. Hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung đi cùng mẹ vào siêu thị khi tính tiền. Cô bán hàng đưa hóa đơn ghi như dưới đây. Mẹ đưa cho cô bán hàng là 500.000 đồng. Em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền nha. Như câu số 4 này thì đề bài nói là hai anh em Hoàng Đức và Phương Dung cùng đi cùng mẹ vào siêu thị khi tính tiền, cô bán hàng đưa hóa đơn như ghi như dưới đây. Mẹ đưa cho cô bán hàng 500.000 đồng, em hãy kiểm tra lại hóa đơn và cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền nha. Mình sẽ quan sát hóa đơn, ở đây mình sẽ có ba lô nam là 130.000 đồng, ba lô nữ là 135.000 đồng, tập vở ô ly là 65.000 đồng. Mình kiểm tra xem đúng hay không. Giờ như mà sẽ cộng lại ba số này xem có phải bằng 330.000 đồng không nào. Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính số tiền mẹ đã mua lại. Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính tổng số tiền tiền hàng mẹ đã mua là 130.000 đồng cộng cho 135.000 đồng cộng cho 65.000 đồng xem bằng bao nhiêu, nhưng mà sẽ tính nháp ở ngoài đây. Thì mình sẽ lấy 130.000 đồng, mình sẽ giữ nguyên. Mình sẽ lấy 35.000 cộng 65.000. Mình thấy là 35 cộng 65 sẽ là tròn 100.000, nên mình sẽ tính trước. 35.000 cộng 65.000 là 100.000 đồng. 100 với 100 là 200.000. Giờ 130 cộng 200, 100 với 200 là 330.000. Với 330.000 đồng. Như kết quả đây là 330.000 đồng. Như là mình thấy là hóa đơn đã đúng lúc này. Giờ tiếp theo mình sẽ tính xem cô bán hàng cần phải trả lại số tiền bao nhiêu. Như vậy là đề bài yêu cầu mình cho biết cô bán hàng cần trả lại bao nhiêu tiền, thì các em trả lời là cô bán hàng cần trả lại số tiền là 500.000. Mẹ đưa cho cô bán hàng từ 500.000 đồng. Mình sẽ lấy 500.000 trừ cho 30.000 đồng. Xem bao nhiêu mà sẽ tính nhẩm nha. Mình thấy ở đây là 4 số 0, đây là 4 số 0, 4 số 0 trừ 4 số 0 sẽ bằng 4 số 0 chứ. Giờ mình sẽ lấy hàng chục nghìn, ở đây là 0 trừ 3 không được. Mình sẽ lấy 10 trừ 3 được 7, 7 nhân 1. Giờ 3 này khi 1 nhớ là 4, 5 trừ 4 được 1, kết quả là 170.000 đồng. Được rồi. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem hiệu bài, kem xong hết video hẹn với kem hiệu bài.
Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng và hiểu và hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Huyền Liêm, các em sau đó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Huyền Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.